Thưa quý vị và các bạn, thông qua số điện thoại hotline đường dây nóng 090 999, thì kênh BTC9 đã nhận được rất nhiều phản ánh của người dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương về thông tin là nhiều tháng nay trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều thông tin về việc rao bán các combo du lịch giá rẻ. Người dân thắc mắc là không biết các combo này có bán đúng với các thông tin như đã đăng tải hay không. Theo đó thì trên các trang mạng xã hội rất nhiều combo giá rẻ đang được rao bán. Tuy nhiên theo các công ty du lịch để tránh bị lừa hoặc gặp các rối khi dùng các voucher du lịch, bạn hãy nhớ đọc kỹ các điều khoản và kiểm tra trực tiếp với bên cung cấp. Và bên cạnh đó bạn cũng cần phải lưu ý khi mua combo du lịch đó chỉ là mua của những công ty lữ hành uy tín. Chỉ nên đặt mua combo du lịch giá rẻ khi bạn đã tìm hiểu kỹ càng các thông tin có trong combo du lịch đó.